Ngày hôm nay ta cùng họp hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday to you. On this day, all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3, we blow out the candles. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And happy birthday to you. Cùng hợp hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday to you. On this day, all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3, we blow out the candles. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And happy birthday to you. Thành lập cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ chúng ta, đó chính là ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
và là cái ngày gọi là ngày quốc khánh Việt Nam, 9 tháng 10 chúng ta đã làm sáng nhật, nhưng mà hôm nay là chúng ta lại vẫn thêm một số người là vẫn chưa làm. Hôm nay là chúng ta chúc mừng sáng nhật mặt kẻ thù chẳng một giây nao núng, như cánh lúa hiền cho đời bao sức sống, xưng danh đã trao tặng người trung hậu đảm đang. Cây súng thép khoác bên mình ta xúc tới, vẫn không có quên tình nghĩa mau lúa săn khoai. Vui biết mấy môi khi dài nắng xuân mới, thức qua giữa đêm dài nhìn thấy mấy cùng sáng. Mơ ước đến biển ta thành chim cất cánh, quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang. Ai quê hương thắm giữa cánh đồng đang tân lúa, con nghe sẽ than về bên tiếng búa sơn sang. Yêu biết mấy những đôi bàn tay khéo léo đã theo gấm hoa vào nền non nước Việt Nam, cùng nhau đón xuân sang, cùng nhau đón xuân sang. Chim cất cánh quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang. Ai quê hương thắm giữa cánh đồng đang tân lúa, con nghe sẽ than về bên tiếng búa sơn sang. Yêu biết mấy những đôi bàn tay khéo léo đã theo gấm hoa vào nền non nước Việt Nam, cùng nhau đón xuân sang, cùng nhau đón xuân sang. Có chị em nhảy quay chứ. Yeah,